Mời quý vị và các bạn theo dõi một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, mùa hè thường là thời điểm nắng nóng nhất trong năm. Đây cũng là lý do khiến cơ thể của bạn thường xuyên bị mất nước. Vì thế, bổ sung các loại nước mát giải nhiệt là điều cần thiết và rất quan trọng trong thời điểm này. Chỉ cần một ly nước này thôi cũng sẽ giúp cho bạn nhanh chóng lấy lại tinh thần và cảm giác thoải mái hơn. Dưới đây là một số loại nước uống giúp giải nhiệt rất tốt trong mùa hè. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thông tin được đăng tải trên trang Sức khỏe và Đời sống của Bộ Y tế. Nước mía. Nước mía là một loại đồ uống được làm từ mía bằng phương pháp xay ép để lấy nước. Khi ép mía lấy nước, người ta thường cho vào thêm một trái quất hoặc chút cam, dứa để tăng thêm hương vị. Nước mía rất được ưa chuộng ở nước ta vì có tác dụng giải nhiệt mà giá cả phải chăng và có thể mua ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, nước mía không phù hợp với những người bị bệnh tiểu đường. Trà xanh. Điều kỳ diệu nằm trong những chiếc lá trà xanh chính là hàm lượng EGCG, là chất chống oxy hóa mạnh nhất có nguồn gốc tự nhiên giúp bạn giảm mệt mỏi, căng thẳng khi làm việc ở cường độ cao và làm mát da, lọc bỏ độc tố trên da, làm sáng mịn da. Thời tiết nóng, uống một cốc trà vừa tốt cho sức khỏe, vừa giải quyết cơn khát. Ngoài ra, uống trà xanh thường xuyên còn mang lại rất nhiều tác dụng khác. Mỗi ngày uống từ 4 tới 5 tách trà khoảng 800 ml tới 1 lít là có thể giúp cơ thể giải độc, giải nhiệt, phòng ngừa được một số bệnh như cao huyết áp, cholesterol máu tăng, xơ vữa động mạch. Tuy nhiên, chỉ nên uống vào buổi sáng, trưa, chiều, không uống vào buổi tối để khỏi trở ngại đến giấc ngủ. Nước dừa. Theo đông y, nước dừa ngọt ấm, không độc, giúp tăng cường khí lực. Uống nước dừa thường xuyên sẽ rất tốt cho sức khỏe. Dừa là một trong những loại nước uống giải khát thông dụng. Chỉ cần mua dừa về, lấy nước, nạo cơm, thêm ít đường, cho đá nếu thích là đã có một ly nước giải khát ngon bổ. Nước cam, chanh. Cam, chanh có tác dụng sinh tân dịch, cải thiện tình trạng khô khát, trừ nhiệt, dùng chữa các bệnh khô nóng do nhiệt. Một ly nước cam, chanh ép trong những ngày nắng nóng sẽ giúp cơ thể dịu lại. Nước dô ngô và nước atiso. Dô ngô có thể dùng tươi hoặc phơi khô kết hợp với mía, lá dứa nấu nước uống thay nước lọc hàng ngày, có tác dụng lợi tiểu. Những người bị bệnh cao huyết áp, tiểu đường dùng nước này rất tốt. Bạn có thể mua atiso thành phẩm hoặc tươi về nấu, lấy nước uống như trà. Bông atiso nấu chín có tác dụng bổ gan, lọc máu, bổ tim, chống độc, lợi tiểu. Nước sắn dây, quất. Thức uống sắn dây quất giúp thanh nhiệt, giải độc và làm ra mồ hôi. Đặc biệt trong sắn dây có chứa isoflavone giúp tăng lượng máu lên não, làm giảm huyết áp nên cũng là thức uống phòng cao huyết áp. Cách làm đồ uống này rất đơn giản. Cho 100 ml nước vào bột sắn dây quấy tan, rửa sạch hai quả quất, bổ làm đôi, vắt bỏ hạt lấy nước cốt, rồi cho vào nước bột sắn quấy thật đều. Cho thêm đường vào quấy tan, khi thưởng thức có thể cho thêm đá. Bảy, nước rau má. Rau má có vị ngọt, tính mát, tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu. Thường dùng trong các trường hợp sốt, chảy máu cam, nôn ra máu, lị, táo bón do nhiệt, đi tiểu buốt, mụn nhọt, rôm sẩy, ho, giãn tĩnh mạch, chức năng giải độc của gan suy yếu, sản phụ ít sữa. Ngày dùng từ 30 tới 50 gram rau má tươi, có thể nhiều hơn, rửa thật sạch rồi giã nát hoặc xay nhuyễn, vắt lấy nước, pha thêm nước hoặc nước dừa để uống. Có thể nấu canh để ăn trong bữa cơm hoặc nấu lấy nước uống thay nước trà trong ngày. Quý vị và các bạn thân mến, từ đây chúng tôi xin được kết thúc một thông tin sức khỏe ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.